Xin chào, chúng ta lại đến với chuyên mục phản biện comment các tín đồ chùa. Hôm nay lại có một cái tín đồ chùa nó chui về nhà tôi, nó ném đá. Đang vừa làm xong một cái job, cũng đang quẩn quẩn chờ khách hàng nhận xét, cho nên là lên làm clip tám chơi. Đây, tín đồ chùa. Nó chui vô cái clip mà tôi nói về bóc phốt công ty Quy Nguyên thầy Tuệ Hải bán hàng gian lận tính hai lần phí đóng gói, lên 60.000 cho lô hàng chỉ là tiền phí đóng gói thôi đó. Cái nó vô nó dạy tôi vậy nè. Cái tên nè, Y Võ Cổ Truyền Lưu Minh Hương. Cái tên của nó đúng ra phải là Lưu Minh, chứ Lưu Minh gì, Lưu Manh. Nó viết là: bớt tạo nghiệp đi em. Em ra mua một thùng giấy hay thùng xốp đi, giá là bao nhiêu? Nó thách mình, nó bảo là đi ra mua một thùng giấy hay một thùng xốp đi để biết giá là bao nhiêu, mà ngồi đây mà chê đắt chê rẻ. Ủa, nó có hiểu tôi nói gì trong video không? Tôi đâu có nói về cái chuyện mà mua thùng xốp hay thùng giấy gì. Thì người ta đã mua rồi đó, người ta tính 30.000 đó, giá đó đâu có rẻ đâu, mà tôi cũng đâu có phản đối là không được tính phí đâu. Cái tôi phản đối đây là gì, là nó tính hai lần, tính phí một lần rồi, lần sau nhập nhèm tính thêm một lần nữa. Chắc chắn cái thùng xốp hay cái thùng giấy đó không bao giờ có cái giá 60.000 được, họ đang tính tôi giá 60.000 đó. Vậy sao? Theo bạn, cái thùng xốp với cái thùng giấy đó nó có giá 60.000 không? 30.000 là tôi đã cho nó có lời trong đó rồi nha. Chưa kể mình đi mua một cái thùng, một cái cá nhân mình đi mua cũng chưa tới cái mức giá 30.000 nữa, huống chi đây là một cái công ty họ đặt một cái giá sỉ, thì cái thùng xốp nó chỉ có mấy ngàn bạc thôi, không biết mà còn lên tiếng nhiều chuyện. Nhưng mà cái vấn đề là họ tính một lần, tôi có nói đâu. Họ tính một lần 30.000 tôi cũng có chê mắt đâu, mà tôi cũng có phản đối đâu. Cái vấn đề ở đây là họ đã tham lam, họ tính hai lần. Một lần 30.000 họ lấp liếm, lần sau họ tính thêm một lần nữa để cho những người không để ý mất thêm 30.000 mà không biết. Cái tôi lên án ở đây là tính phí chồng phí, hiểu chưa? Cái đồ lưu manh. Vô dạy mình đi ra mua thử đi. Ủa, tôi mua hoài gì, tôi không cần mua, tôi ra tôi xin người ta cũng cho nữa. Ba cái thùng đó đi ra xin đầy nha. Ở đó mà bà đi mua có nhiêu tiền, tôi đi xin được luôn, tôi không cần mua nha. Tiếp, cũng cái con Y Võ Cổ Truyền Lưu Minh Hương, vô nó quăng tiếp cái quả bom thứ hai. Thần và khí của em hiện rõ trên gương mặt của em nên tu đi. Đó, nó vô nó dạy tôi đi tu. Trong khi cái câu nói của nó không có toát lên được cái vẻ của một người tu. Muốn dạy một người khác làm một cái gì đó thì trước tiên mình phải là chuyên gia của lĩnh vực đó. Mình là chuyên gia mình mới đủ tư cách để mình dạy một cái người ngoài cái lĩnh vực đó. Còn đằng này bản thân họ chưa phải là chuyên gia, mà họ lấy tư cách gì họ dạy được người khác làm cái lĩnh vực đó được. Nó không hiểu nó đang làm gì luôn á. Rồi, cái vụ gì? Em nên tu đi. Vậy thì đầu tiên bạn phải hiểu rằng, bạn có định nghĩa được cái từ tu có nghĩa là gì không? Bạn có hiểu được cái nghĩa của từ tu không? Tu không phải là cứ tụng kinh, gõ mõ, cạo chọc đầu, ăn chay thì mới gọi là tu nha. Tu không cần phải ăn chay, cạo chọc, mà cũng không cần phải gõ mõ tụng kinh cho nó cực. Hiểu không? Cái tu ở đây là gì? Đầu tiên là không phạm pháp, là thành công một bước tu rồi. Điều thứ hai, không hại ai, không lừa gạt ai. Mình không có nói đến cái chuyện giúp đời, mình chưa cần giúp ai cả. Mình không cần giúp ai hết, mình chỉ cần không hại ai và không làm ai phải cưu mang cho mình. Đó là tu đắc đạo đó. Bạn chỉ cần đạt hai cái đó là bạn đủ cái tiêu chuẩn là bạn tu rồi đó. Thì tôi thấy tôi đạt dư rồi. Nha, tôi không có phiền ai á. Và cũng không cần ai phải lo cho tôi hết á, chưa? Và tôi cũng không có lừa gạt ai, tôi cũng không hại gì ai hết á. Đó, hai cái đó là tôi dư chuẩn tu rồi. Đấy, tôi tu, cái chữ tu của tôi nó có nghĩa như vậy á. Chứ còn cái chữ tu ngày nay của họ, của thiên hạ, người ta chỉ là một cái để mà người ta che đậy một cái hình thức thôi. Còn cái nội dung bên trong không có tu, không có đúng nghĩa của cái từ tu. Tu mà vẫn còn
vòng tham sân si, vẫn còn đi vô đây để hạch hoẹ từng câu từng chữ, vẫn còn dùng những cái lời lẽ rất căm thù. Tu mà sao không có thấy được cái tình yêu thương gì chứ vậy? Tu mà sao không thấy thiện? Mà đọc vô cái này thấy cái tâm rất là độc địa luôn á. Rồi tu mà sao còn rất nhiều người còn sân si, còn muốn ép chết người ta. Ngay cả đến con kiến, con gà, người ta còn không dám giết, mà người ta sẵn sàng ép chết một con người. Ủa vậy tu kiểu gì? Hiểu không? Rồi, cái quan niệm của bên nhà tu á, nói về cái sát sinh á, tôi không đồng ý. Ở cái chỗ này, người ta định nghĩa cái từ sát sinh nó không đúng. Người ta nghĩ rằng sát sinh là chỉ giết động vật, còn cái thực vật thì họ cho đó là không phải sát sinh. Không có đúng nha. Sát sinh tức là sao? Sát tức là mình giết đó. Sinh tức là mình đang có một cái sự sinh trưởng nào đó, nó đang phát triển, nó đang sinh sôi, mà mình giết cái sự sinh trưởng đó đi thì gọi là sát sinh. Nghĩa sát sinh nó là như vậy. Cho nên hỏi, bất cứ một cái sự sống nào nó đang sống mà bị dập tắt cái sự sống đó thì gọi là sát sinh. Sát sinh được cái từ định nghĩa của từ sát sinh nó là như vậy, chứ không phải là chỉ có đi giết động vật mới gọi là sát sinh, còn thực vật thì giết thoải mái. Ủa, thực vật, cây cỏ nó cũng có sự sống mà, nó vẫn vươn lên, nó vẫn thở, nó vẫn có tiếng nói đó, cái tiếng nói rì rào trong gió đó mình không nghe được thôi, ngôn ngữ của nó sao mình nghe được, nhưng mà nó có sự sống. Nó có sự sống thì mình giết nó, mình nhổ cái cây nó vô mình ăn thì cũng là sát sinh rồi. Đừng cứ tối ngày lôi cái từ sát sinh ra để mà thể hiện từ bi. Không có. Cái quy luật của tự nhiên là bất kể là cây, cỏ hay động vật, nó sinh ra là mục đích của nó là để phục vụ cho nhu cầu của con người. Thì cái đó là cái luật tự nhiên. Và nếu con người có ăn nó, có giết nó, cũng không có phạm luật, cũng không có phạm pháp. Nha. Còn nếu mà nó ác tới mức như vậy thì luật pháp đâu có cho giết. Luật pháp chỉ quy định là không được giết người thôi. Chứ luật pháp đâu có quy định là giết gà, chó, mèo, kiến. Nó, luật pháp chỉ quy định không được giết những cái con mà gọi là tuyệt chủng á. Những cái con vật mà động vật mà quý hiếm mà nó thuộc dạng bảo tồn á. Thì không được giết là để mục đích không phải là vì ác, mà là họ muốn nhân cái giống đó ra. Họ sợ tuyệt chủng. Họ ngăn cản giết là vì họ sợ tuyệt chủng. Chứ cũng nếu mà có giết thì cũng không có phải là phạm cái luật nha. Tày đình như giết người, ác như giết người, nó không có mang tính chất đạo đức. Mà ở đây là mang tính chất bảo tồn. Còn nếu như mà cái giống đó nó nhiều quá rồi thì mình giết họ đâu có cấm mình đâu. Hiểu không? Cho nên cái từ sát sinh đó, nó là giết chết một sự sống. Thì bất cứ một cái gì có sự sống mà bị dập tắt cái sự sống đó thì đều định nghĩa đó là sát sinh. Cho nên bên nhà chùa cứ đổ thừa là gì, không được sát sinh, không được ăn thịt động vật, không được giết con này con nọ, nhưng mà thực vật thì vẫn nhổ vô ăn hàng ngày, vẫn giết chết những cái cây, những cái mầm sống. Cái cây người ta hay nói là gì? Mầm sống. Thấy không? Cái sự sống của nó nghe nó còn mạnh hơn là cái sự sống của con vật nữa đó. Mà trong khi anh kêu là giết động vật là sát sinh, anh sẵn sàng anh giết chết cái mầm sống của cái cây thì được. Rồi một cái nữa, nếu như thực sự anh nghĩ rằng ăn động vật là tội ác, giết động vật là tội ác, thì hà cớ gì trong các cái món ăn của nhà chùa đó phải đặt cái tên của động vật? Sao vẫn thịt quay, sao vẫn thịt heo, thịt bò, sao vẫn tôm, sao vẫn cá? Ủa sao vẫn dùng những cái tên của con vật để đặt tên món ăn chay? Chứng tỏ rằng bản thân anh cũng đã rũ bỏ được hết đâu, anh vẫn thèm thuồng. Anh phải mượn những cái tên đó để anh đánh lừa cái vị giác, đánh lừa cái thị giác, đánh lừa cái con người của anh, để anh vô anh tưởng tượng đó là con đó anh mới ăn được. Chứ nếu như mà cái món đó được làm từ nấm thì anh cứ đặt tên đó là nấm xào, nấm luộc, nấm cắt thủy, nấm đông cô, nấm hâm, nấm gì đó, đặt cái tên nó ra, tự mình đặt cái tên một cái món ăn, sáng tạo một món ăn nó mang tính chất cây cỏ đi, đừng có liên quan gì tới con vật hết. Tại sao vẫn là món heo quay làm từ nấm? Ô ngộ, thấy chưa? Cái tâm ngay cả cái lúc ăn cũng phải mượn cái tên động vật để vô ăn cho nó cảm giác ngon, đánh lừa cái khẩu vị của mình mới nuốt được cái cục nấm đó. Chứ nếu không cứ nấm đi, đậu hũ thì nói đậu hũ, nấm thì nói nấm,
rau này rau kia, củ này củ kia, trái này trái kia thì tên nó là gì, cứ đặt thẳng cái tên của nó đó, đừng có lôi cái tên động vật vô, xong rồi ngồi đó mà sát sinh với lại độc ác với đi tu. Đã gọi là tu không sát sinh thì đừng có lấy tên các con vật đặt cho những món ăn chay nha. Rồi bao nhiêu món ăn chay toàn là tên của món ăn mặn không, vậy thì cái đó mới là ác á. Cái đó nó ác, vừa ác ở cái chỗ là gì, anh vẫn dùng cái tên của nó mà anh cái kiểu như là ăn cắp thương hiệu, giống như kiểu thêm một cái tội lỗi gì này, ăn cắp thương hiệu, cái kiểu vậy nó còn gian hơn, nó gian, cái đó gọi là gian. Trời ơi, người ta đường đường chính chính người ta ăn heo quay nha, người ta cầm cục heo quay này người ta ăn, người ta tuyên bố với thế giới là tôi ăn cục heo quay nè, đâu ai trách móc người ta đâu. Với lại một người cầm một cái cục đậu hũ lên nói là tôi ăn cục heo quay nè, đây là mang tính chất gì, gian dối. Phạm cái tội lừa đảo, gian dối. Vẫn phải mượn cái tên, cái chữ heo quay để ăn cho cảm giác ngon. Vậy thì đâu có thánh thiện gì mà bảo là buông bỏ với lại sát sinh yêu thương động vật, không hề. Hiểu cho đúng cái từ tu á là gì, nó không có liên quan gì tới những cái món ăn, cũng không có liên quan gì những cái hành động mà mình giết con này con nọ nếu như luật pháp không cấm. Mà cần phải hiểu rằng cái lương tâm của mình không có được nói dối, không có được lừa gạt. Cái việc mà anh ăn cái món này mà anh dùng cái tên món khác, đó là một hình thức lừa gạt. Lừa gạt chính bản thân người ăn, lừa gạt chính bản thân người nghe, lừa gạt cả thế giới. Đây là món heo quay mà thực chất nó không có cái tí gì liên quan đến heo quay đó. Đó là lừa gạt. Đầu tiên đi tu, muốn đi tu được là gì, là phải dẹp bỏ cái tính lừa gạt, cái thói lừa gạt. Đấy, cứ phải trung thực ra. Trung thực ra, có nào nói đó, ăn heo quay thịt chó thì cứ nói thịt chó, mắc cái gì mà phải mượn hoa cúng Phật, mượn gió bẻ măng treo đầu dê bán thịt chó. Đó là hình thức lừa gạt. Nhiêu đó thôi là không có đủ tiêu chuẩn để tu rồi, tu không thành công rồi. Ở đó mà khuyên đi tu, hiểu thế nào là tu chưa? Bởi vì tôi biết những cái người đó tu theo kiểu đó cho nên tôi không tu, mà tôi tu riêng theo kiểu của tôi. Đạo của tôi là đạo gì? Đạo độc nhất vô nhị trên thế giới, không cần ai theo, một mình một đạo, vừa làm cái bang vừa làm lính. Tu là mình làm việc tốt, làm không hại, để không hại người. Nếu như mình không làm được cái điều gì vĩ đại thì mình không hại người, không hại ai. Việc của mình làm, không nhúng mũi vào chuyện của người khác. Người khác động chạm tới mình thì mình ý kiến, mình có tiếng nói bảo vệ những cái đúng. Đó là tu nhé, chứ không phải tu mà cái kiểu mà đi bênh vực cái sai. Về hùa bênh vực cái sai, tu cái gì vậy mà tu cái gì, cái này là đang làm sai với tu chỗ nào đâu, không có tu. Rồi cái gì, thần khí của em hiện rõ trên gương mặt. Trời ơi, nó hay tới mức mà nó nhìn cái nó biết thần khí. Hay có cái câu mà gọi là gì, tâm sinh tướng đó. Những cái con người mà đi đi theo chùa á, nó hay vô nó giáo huấn người ta là tâm sinh tướng. Để này tôi nói tâm sinh tướng cho nghe, thực sự tâm có sinh tướng không, trả lời đi. Ai hay dùng cái từ tâm sinh tướng á, tâm có sinh tướng không? No, tâm nó không có sinh tướng. Mà những người phán cái câu đó là sao, là gì, họ nhìn thấy cái người đó làm một cái việc tốt, họ biết cái người đó làm cái việc thiện, họ biết cái người này là người tốt, cái họ vô họ nói tâm sinh tưởng. Rồi có một cái người, cái người ta đang lên án cái người này là người xấu, cái mọi người nhảy vô hùa vô, biết rõ nó là cái thằng xấu rồi, cái thằng này là thằng ác ôn rồi, cái bắt đầu phán là gì, tâm sinh tưởng. Đó, họ chỉ phán cái từ tâm sinh tướng khi họ biết cái sự việc đó là gì, rồi họ mới lôi cái định nghĩa đó ra họ áp vào. Nếu như bây giờ thực sự bạn có cái khả năng nhìn tâm sinh tướng, bạn sẽ được tiếp cận với một người bạn không biết người đó là ai, bạn chưa biết cái người đó là người tốt hay người xấu, họ xuất hiện trước mặt bạn, bạn đứng bạn phán một câu rằng người này tâm sinh tướng, tâm rất là ác cho nên cái người này làm toàn chuyện ác. Bạn ngon bạn ghi ra, bạn theo dõi, bạn ghi hết những cái tính cách của người đó ra,
Sau đó đối chiếu lại cái tính cách thật của họ, xem bạn đúng được bao nhiêu phần trăm. Có đúng được không? Hên xui, lâu lâu nói chúng thôi chứ còn thực ra không có cái cơ sở nào để nhìn cái người đó biết người đó tốt hay người đó xấu. Trừ khi cái người đó nó hổ báo, nó bợm trợn sẵn ra, bạn nhìn bạn nghĩ nó xấu. Nhưng chưa chắc à. Ê, mấy cái anh giang hồ đó đó, nó chỉ giang hồ với những cái người giang hồ thôi. Chứ những cái người mà trong nhà họ, hoặc là những cái người mà có mối quan hệ với họ, mà người thân của họ hoặc là gì, họ cực kỳ tốt nhá. Tùy đối tượng mà họ giang hồ, chứ không phải là ai họ cũng giang hồ. Cho nên bạn bạn thấy nhìn thấy bợm trợn cái bạn bảo họ giang hồ, nhưng chưa chắc có những người giang hồ họ rất hiền đó. Thì lúc đó, lúc mà họ làm cái việc tốt thì bạn có bảo là tâm sinh tướng không? Còn cái lúc mà họ đi đòi nợ thuê chém mướn thì bạn bảo là tâm sinh tướng đúng không? Cho nên là khi mà bạn biết rõ cái sự việc đó là gì, bạn mới nói được cái câu tâm sinh tướng. Rồi khí, thần khí hiện rõ trên mặt. Ủa, bạn nhìn được khí luôn hả? Trời ơi hay quá. Cái khí trên mặt bạn sao bạn không nhìn đi? Tôi thấy cái khí trên mặt bạn mới đang đen thui đó. Cái tâm sinh tướng nó chỉ đúng trong trường hợp tâm là đây là tâm trạng. Cái tâm trạng thôi. Cái tâm sinh tướng nó chỉ thấy được là cái tâm trạng, chứ không phải là cái tâm tốt nha. Cái tâm trạng tức là sao? Mình có chuyện buồn, trong lòng mình buồn, mình mặt mình u ám, mình buồn rười rượi, nhìn nó không có cái năng lượng nào hết. Đó là những người đang gặp chuyện buồn. Thì mình mới nói là à, cái tâm sinh tướng là ở đây là người ta đang có tâm sự. Tâm ở đây là tâm sự. Cái bản thân cái người có tâm sự đang buồn chưa chắc là người xấu. Họ chỉ gặp cái sự cố nào đó, ngay lúc đó họ buồn, họ mặc họ bị xị vậy thôi, chứ đã chắc gì họ là người xấu. Bản thân họ là người tốt. Họ gặp cái chuyện buồn, cái tâm của họ lúc đó họ đang tâm trạng, cho nên họ buồn ra mặt, thì cái mặt của họ thể hiện được cái sự u uất buồn, chứ không có nói lên được là họ là người xấu hay người ác hết trơn á. Ở đó mà tâm sinh tướng. Còn với một người mà họ có một cái niềm vui, họ vui vẻ, họ cười, họ sợi lỡi, thì cái gương mặt của họ nó toát lên được cái năng lượng tích cực, vui. Nhưng chưa chắc cái người đó là người tốt. Họ chỉ là có cái tâm trạng tốt thôi. Cái tâm trạng tốt nó thể hiện ra bên ngoài, làm cho cái sắc mặt của họ hồng hào, tươi trẻ, rồi nhìn cho mọi người nhìn vào thấy có một cái sức hút năng lượng tích cực. Nhưng cái người đó chưa chắc là người tốt. Hiểu không? Cho nên cái tâm, người ta nói tâm sinh tướng ở đây đang nói về cái tâm trạng thể hiện qua cái hình tượng bên ngoài. Chứ không phải là cái tâm độc hay là tâm địa hay là tâm tốt hay tâm độc ác gì mà nó nhìn trên mặt là biết được. Không biết được. Mà cái gì sinh tướng biết không? Bạn có biết cái gì nó mới sinh tướng không? Không phải là tâm sinh tướng, mà là chất sinh tướng. Cái chất nó mới sinh ra cái tướng. Những người có tướng tốt, tướng đẹp, hồng hào, vạm vỡ, ngon lành là nhờ gì? Nhờ chất. Chất là chất gì? Ăn uống đủ chất, chất bổ á. Chứ chất gì? Chất nó mới sinh cái tướng. Cái tướng mình có đẹp, da mình có trắng hồng, da mình có mịn màng là nhờ gì? Nhờ chất. Ăn uống đủ chất thì cái tướng mình nó, cái da vẻ, cái dư tướng mạo mình nó cũng đẹp. Nó cái đó là chất sinh tướng. Còn rất nhiều người nghèo, họ không có ăn, họ nghèo sơ nghèo sát, thì họ đó là sao? Họ thiếu chất. Thì nhìn nhìn cái người họ khô héo, nhìn nó rất là khổ, nhưng mà bản thân họ đâu có xấu. Cho nên dùng cái từ tâm sinh tướng là không đúng nha. Cái tâm nó chỉ là thể hiện cái tâm trạng thôi, thể hiện cái tình cảm lúc đó, cái cảm xúc của mình lúc đó thôi. Đừng có lôi cái chỗ thấy người này tốt cái đó, đúng là tâm sinh tướng, thấy họ tốt quá vào lao. Bây giờ ngon, đi ra chỉ vào cái người lạ mắt đi, chỉ thẳng vào cái mặt của cái người lạ mắt á. À, cái người này là tôi biết chắc là cái người này là có cái tâm rất là tốt, là làm chuyện thiện này, liệt kê ra coi có đúng không. Muốn cái tướng nó đẹp á là nhờ chất ăn uống đầy đủ vào. Bằng chứng là sao? Nhìn thấy các ông quan chức không, mấy cái ông tham ô á, mấy ông đó rất là giàu, nhiều tiền, ăn toàn cao lương mỹ vị, da ông nào cũng căng móng bóng đẹp là nhờ gì? Ông ăn đủ chất, thấy không? Tướng ông nào cũng đẹp cũng ngon, da da dẻ là nhìn ngon không? Ngon hơn mấy ông nông dân là chắc rồi đó, sáng bóng là gì? Là nhờ ăn uống đủ chất. Còn cái thực chất những người tham ô đó là người xấu hay người tốt? Người xấu. Không xấu sao phải đi tù, hiểu chưa?
người ta đi tù mà cái tướng của họ vẫn đẹp. Nhờ gì? Nhờ họ có tiền, họ ăn đủ chất thì cái tướng mới đẹp. Đừng có vô đây một cái tối ngày tâm sinh tướng đồ, nghe ngứa đít. Giống như đó, những người mà ủng hộ tôi nghe tôi nói hay quá đi vô hả, ui đúng là tâm sinh tướng ha. Còn những người mà hả tôi thấy tôi nói bất lại đúng không, ghét tôi đi vô nó ui đúng là tâm sinh tướng. Ủa tôi vẫn là cái tướng này mà đối với người này nhìn vô tâm sinh tướng xấu, đối với người bên đây nhìn vô tâm sinh tướng tốt. Ủa vậy cái tướng nó có liên quan gì đâu, mà nó liên quan vào cái mắt nhìn của cái người nhìn. Cái tâm, cái tướng của cái người nào đó nó phụ thuộc vào con mắt của người nhìn, chứ không phải phụ thuộc vào bản chất của cái người đó. Nhìn lại đi đúng không? Ừ? Các ông quan chức tham ô tham nhũng đó có tốt không? Xấu mới tham ô. Ông nào da mặt cũng đẹp, trời ơi, da nắng bóng căng bóng luôn là gì, ăn ăn đủ chất. Ăn đủ chất thì cái tướng cái da nó hồng hào. Còn cái người nghèo người ta không có tiền ăn, người ta nghèo khổ rồi da nhăn nheo đen sạm lại. Thì rồi rồi bà bảo tâm sinh tướng rồi, nhưng mà người ta đâu có hại ai đâu. Thì làm sao mà nói là họ xấu được? Đừng có dùng cái từ tâm sinh tướng nha, bỏ đi. Mà từ đây là gì? Chất mới sinh ra tướng nha, ăn đủ chất là tự nhiên có tướng đẹp à. Những ai mà ăn không đủ chất hoặc là không có ăn tự nhiên cái da dẻ nó cũng xấu. Còn những người mà người ta ăn những cái chất mà bổ nè, ăn những cái thức ăn mà nó tốt cho sức khỏe là tự nhiên cái da họ đẹp à. Nó nhờ là nhờ vào ăn uống chứ không phải là nhờ vào cái tâm. Ngộ đó mà tâm với tướng nhá. Cho nên á, bạn chưa có đủ cái tầm để mà bạn nhìn được cái thần khí trên mặt người khác đâu. Tại vì cái thần khí trên mặt bạn nó u ám quá thì bạn nhìn làm sao mà qua được cái lớp u ám đó được. Khi mà bạn muốn nhìn vào cái thần khí của người khác thì bạn đã phải đi qua cái lớp thần khí u ám trên gương mặt bạn. Cho nên bạn nhìn ai bạn cũng thấy cái thần khí u ám là như vậy đó. Thực tế của họ người ta không có u ám. Bằng chứng là gì? Những người khác nhìn vào thấy sáng sủa, mà bạn nhìn vào thấy u ám. Tức là con mắt của bạn nó bị che bởi một cái tầng khí u ám trước mặt bạn. Khi bạn nhìn qua cái tầng khí u ám đó thì bạn nhìn đâu bạn cũng thấy u ám hết trơn á. Mà thực ra ở ngoài kia nó sáng bừng à. Chỉ có cái trên mặt bạn nó mới u ám mà thôi.